khả năng đối mặt với cáo buộc chống đảng, tương lai của Tô Chủ tịch rất xấu. Nhà nước Việt Nam đang đi theo đường lối chuyên chế, độc đoán, giống các quốc gia độc tài toàn trị như Nga, Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên. Nhận xét về việc ông Tô Lâm trở thành Chủ tịch nước, giới quan sát quốc tế cho rằng, với việc tứ trụ của đến hai lãnh đạo cấp cao nhất đi lên từ ngành công an đã càng tô đậm thêm ấn tượng về một nhà nước công an trị. Không khí tới đây sẽ rất ngột ngạt khắp nơi trên cả nước, vì lực lượng công an này sẽ hành dần. Số lượng chính thức của lực lượng công an chưa bao giờ được nhà nước tiết lộ, nhưng theo ước tính của một số người quan tâm, lực lượng công an cả chính quy lẫn bán chính quy vào năm 2013 là khoảng 6,7 triệu người, trong đó có 1,2 triệu là công an chính quy. Một con số khổng lồ với ngân quỹ phải nuôi rất lớn. Vào ngày 1 tháng 7 tới đây, khi luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chính thức có hiệu lực thi hành, thì quân số của Bộ Công an sẽ tăng thêm khoảng 300.000 nhân lực. Có nghĩa là quân số của Bộ Công an đã lên tới khoảng 7 triệu. Có vậy là cứ 100 người dân thì sẽ có 7 nhân viên thuộc biên chế của Bộ Công an, chiếm tới 7%, trong khi trên thế giới tỷ lệ trung bình một cảnh sát cho 426 người dân. Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2024 được Quốc hội thông qua cho thấy ngân sách chi cho Bộ Công an đứng thứ hai, chỉ sau Bộ Quốc phòng. Cụ thể, ngân sách cho Bộ Công an vào năm 2024 lên tới 113.000 tỷ đồng, cao hơn 99.000 tỷ đồng như vào năm 2023. Liên quan đến những xáo trộn rất lớn trên thượng tầng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, giới phân tích nhận định do Tổng Trọng đã trao cho Tô Lâm quá nhiều quyền lực để chống tham nhũng, và Tô Lâm đã sử dụng quyền lực để hạ tới 5 ủy viên Bộ Chính trị chỉ trong một thời gian rất ngắn. Ông Trọng với gần 3 nhiệm kỳ trên cương vị Tổng Bí thư đã có ảnh hưởng rất lớn trong nội bộ Đảng và có thể luôn kiểm soát được đa số thành viên của Bộ Chính trị. Đó là lý do vì sao khi các tướng lĩnh cấp cao của quân đội chính thức vào cuộc, mọi mưu toan chính trị của Bộ trưởng Tô Lâm lập tức bị bẻ gãy bất ngờ. Cũng phải xin nhắc lại, trong một cuộc họp của Bộ Chính trị trước Hội nghị Trung ương lần thứ 9, đa số các ủy viên đã thông qua nghị quyết buộc Tô Lâm phải chấp nhận ghế Chủ tịch nước. Theo giới thạo tin, Tô Lâm đã đưa ra yêu cầu phải cho một trong hai lãnh đạo Bộ Công an là Nguyễn Duy Ngọc hoặc Lương Tâm Quang vào danh sách bầu bổ sung Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9, nhưng không đạt được đồng thuận. Đó là lý do khiến cho hai tướng Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tâm Quang hết hy vọng vào ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an để yểm trợ cho Chủ tịch nước Tô Lâm. Vào ngày 19 tháng 5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Trung ương Đảng chưa giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Dường như ông Tô Lâm sẽ kiêm nhiệm cả hai chức Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đánh giá của các chuyên gia, điều này trái với hiến pháp của Việt Nam nhưng là một thủ thuật của trò chơi chính trị đối với Tô Lâm. Điều đó có liên quan gì đến thông tin mới nhất theo đài BBC Việt ngữ đưa tin? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vắng mặt. Bản tin cho biết sáng ngày 20 tháng 5, Quốc hội khai mạc cuộc họp thường kỳ lần thứ 7 sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước, hai trong tứ trụ. Trong khi Quốc hội bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhận chức. Theo đài BBC, kỳ họp thường kỳ này của Quốc hội vì thế mà có tầm quan trọng, nhưng trong buổi đầu tiên, Tổng Trọng đã không xuất hiện. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng Bộ trưởng Tô Lâm và ban lãnh đạo của Bộ Công an đang thực hiện một cuộc đảo chính không tiếng súng với mục tiêu là tranh ngôi đoạt vị và tiến hết giành chức Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi lý do, ông Trọng đang tìm cách để câu giờ và ngồi lại nhiệm kỳ Tổng Bí thư lần thứ tư. Điều đó có nghĩa là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có dấu hiệu phạm trọng tội đảo chính hay tội phản đảng. Đây là một trọng tội tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Nhà văn Phạm Lưu Vũ trong Sa Sút Lịch sử có lập lại đã cho rằng gần thì đời Lý có vụ phản loạn ở cung đình vì làm nửa chừng nên thất bại. Những kẻ tham gia chết không có đất chôn. Có người cũng nhờ đổi họ mà được vô sự. Gần nữa thì chưa biết, nhưng nếu ai giỏi kinh sử thì liệu mà đổi họ đi là vừa. Ông Vũ cho rằng lịch sử luôn có sự lặp lại. Những điều vừa kể trên cho thấy ông Tô Lâm, một chính khách đầy quyền lực của Đảng, phút chốc có thể trở thành tội đồ.
Đây là hệ quả của một chế độ chính trị không tôn trọng pháp luật và cũng là điều dễ hiểu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đề với bản tin khả năng đối mặt với cáo buộc chống đảng, tương lai của Tô Chủ tịch rất xấu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Ai sẽ thay Bộ trưởng Bộ Công an khi Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước? Việt Nam là một quốc gia lạ kỳ, không giống như bất cứ quốc gia nào trên thế giới, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chính trị. Hiến pháp Việt Nam khẳng định tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhưng người dân hoàn toàn không có quyền tham gia cũng như giám sát quyền lực nhà nước. Tới mức diễn biến hoạt động của các cơ quan đảng, nhà nước, từ trung ương tới địa phương, truyền thông nhà nước cũng chỉ đưa ra thông tin một chiều, theo hướng có lợi cho họ. Ngược lại, những thông tin được cho là bất lợi cho chính quyền, thì họ giấu kín như bừng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9. Đó chính là lý do vì sao trong cuộc chiến vương quyền ở thượng tầng hiện nay, nhân dân là những chủ thể của quyền lực nhà nước đã chỉ biết hóng các tin đồn trên mạng xã hội. Nay tin đồn liên quan đến việc Bộ trưởng Tô Lâm sẽ giữ chức Chủ tịch nước trở thành sự thật khi Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 khép lại. Bộ trưởng Tô Lâm từng là cánh tay đắc lực hỗ trợ cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ sau đại hội lần thứ 12 của Đảng. Tuy nhiên gần đây có những biểu hiện được cho là ông Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Công an đã nổi loạn, lợi dụng chủ trương chống tham nhũng không có vùng cấm, không có người ngoại lệ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư. Cụ thể, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, 3 trên tổng số 5 nhân vật lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng đã bị đốn hạ liên tục. Tô Lâm, Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội và bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, kiêm trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đáng chú ý, 3 nhân vật kể trên đều là lãnh đạo thân cận của ông Tổng Bí thư. Việc Tô Lâm có tham vọng trở thành ông trùm của Đảng, tức là Tổng Bí thư sau khi Tổng Trọng rút lui, là điều có thật, không cần bàn cãi. Đó là lý do tại sao việc Bộ Công an hạ bệ dồn dập các nhân vật Thưởng, Huệ và Mai là 3 ứng viên cho cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư của đại hội lần thứ 14 được đánh giá là những cú ngáng chân có chủ ý. Thậm chí có những cáo buộc nghiêm trọng hơn khi cho rằng Tổng Trọng và phe cánh của ông ta chỉ cần lỡ hay chậm một nhịp thì ông Trọng rất có thể sẽ bị Tô Lâm truất phế. Đó cũng là lý do vì sao trước khi Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khai mạc ít ngày, trên mạng xã hội đã loan tải tin tại một cuộc họp của Bộ Chính trị, đa số các ủy viên Bộ Chính trị đã thống nhất gây sức ép buộc Tô Lâm phải ngồi vào ghế Chủ tịch nước. Mục đích là để kiềm chế sự nổi loạn của ông. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Cẩm Tú. Dù rằng việc ông Tô Lâm bắt buộc phải ngồi vào ghế tứ trụ để có tên trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội Đảng lần thứ 74 để mà đi tiếp, nếu không, ông sẽ phải về hưu ở tuổi 66 sau khi kết thúc đại hội lần thứ 13. Theo giới phân tích, Tô Lâm đã trúng kế điệu hổ ly sơn của ông Tổng để đưa hổ về đồng bằng rồi bẻ nanh, bẻ vuốt bằng cách cách ly và nhốt quyền bính của Tô Lâm trong chiếc lồng quyền lực thông qua việc tân Bộ trưởng Công an sẽ không phải là người của ông Tô Lâm. Việc hai thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc là đồng hương của Tô Lâm không có tên trong danh sách bầu bổ sung vào Bộ Chính trị đã khiến xuất hiện những đồn đoán cho rằng ông Quang sẽ là tân Bộ trưởng Bộ Công an kế nhiệm của Tô Lâm đã hoàn toàn hết hy vọng. Hai ông Quang và Ngọc đều chưa đủ một nhiệm kỳ 5 năm trên cương vị ủy viên Trung ương Đảng nhưng không thuộc danh sách được xét chọn. Có ý kiến cho rằng sau khi Tô Lâm bị buộc phải nhận chiếc ghế Chủ tịch nước đầy rủi ro, ông Trọng và phe cánh còn muốn giành lại ghế Bộ trưởng Bộ Công an cho trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Nếu kịch bản như vậy xảy ra thì có lẽ đây là quyết định kết liễu sự nghiệp chính trị đầy quyền lực của Tô Lâm. Bởi ông Trạc vốn là kẻ không đội trời chung với Tô Lâm và chắc chắn ông Trạc sẽ phải ra tay đòi bằng được món nợ của ông Vương Đình Huệ mà Tô Lâm là kẻ trực tiếp gây ra. Nếu là như vậy thì cuộc chiến giữa các phe phái trong đảng sẽ không thể chấm dứt. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đó cũng là lý do vì sao có những ý kiến cho rằng phương án ghế Bộ trưởng Bộ Công an nên để chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nắm. Đây là phương án dung hòa mà các bên có thể chấp nhận được vì quan hệ giữa ông Tô Lâm và ông Trần Cẩm Tú tương đối nồng ấm. Dẫu rằng ông Tô Lâm được ví như một con hổ dữ, nay đã bị trói chặt, đã hết khả năng cựa quậy. Nhưng ông Trọng cũng không muốn truy cùng diệt tận kẻ phản trắc, người đã từng một thời giúp đỡ Tổng Bí Thư trong nhiều công việc lớn. Do vậy, phương án Bộ trưởng Bộ Công an có tên Trần Cẩm Tú sẽ là một phương án khả dĩ. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Ai sẽ thay Bộ trưởng Công an khi Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước. Quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.